Tôi nhìn thấy khoảnh khắc bạn rất tiết kiệm chi tiêu, hy sinh lợi ích cá nhân của bạn dành cho gia đình của bạn. Bạn rất coi trọng tình cảm gia đình. Bạn luôn dùng tất cả những nguồn tài nguyên bạn có để hỗ trợ, nâng đỡ từng thành viên trong gia đình của bạn. Bạn có thể hy sinh lợi ích cá nhân của mình, giảm bớt chi tiêu của mình một cách tối đa nhất để có thể dùng tất cả những nguồn lực bạn có để giúp đỡ thành viên trong gia đình của bạn vượt qua một chướng ngại nào đó, hoặc là có thể phát triển tích cực ở một lĩnh vực nào đó. Tấm lòng hy sinh cao cả của bạn để lại ấn tượng rất sâu đậm trong trái tim của từng thành viên trong gia đình. Chính tình yêu vĩ đại của bạn đã khiến cho trái tim của từng thành viên trong gia đình của bạn được thức tỉnh. Mỗi thành viên nhận thức rất rõ ràng mình cần làm gì để có thể phát triển tích cực hơn nữa, để thể hiện lòng biết ơn với bạn. Đồng thời cũng nhận thức rõ ràng mình có trách nhiệm gì, mình cần làm những gì để nuôi dưỡng tình cảm gia đình ngày càng sâu đậm bền chặt và giúp gia đình của mình ngày càng giàu có và hưng thịnh. Bạn giống như là một ngọn hải đăng ánh sáng tình yêu trong gia đình của bạn, hỗ trợ tích cực cho gia đình của bạn ngày càng phát triển tích cực. Chính nguồn năng lượng tình yêu dồi dào từ gia đình của bạn đã lan tỏa khắp cộng đồng, theo từng thành viên, truyền cảm hứng tích cực, nâng đỡ tinh thần cho tất cả những người xung quanh. Chính bạn đã tạo ra rất nhiều những gợn sóng năng lượng tích cực, mang đến rất nhiều phúc lạc cho cuộc đời này. Hãy tiếp tục trao dồi lòng từ bi của mình, mở rộng tình yêu của mình với tất cả những người xung quanh bạn. Thế giới rất cần người giống như bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.